Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 12 tháng 1. Và chiều nay thì sẽ tiếp tục giới thiệu với anh chị cho bác mình một số các sản phẩm hàng si Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu lại cho anh chị cái túi cá mập mới về. Cái này là cá mập đại dương ha. Cá mập thì hôm qua nó về được 2-3 cái gì đó, và em bán hình như còn có cái này nữa là hết đó anh chị. Hàng gần Tết thì nó rất là khan hiếm hàng anh chị ha. Hàng về có về thêm nhưng mà nó kiểu cũng nhỏ giọt thôi, ít ít thôi. Cho nên là anh chị mình săn hàng thì mình thấy cái nào thích đẹp thì mình cứ chốt thôi, tại vì nó không có quá nhiều đâu. Cũng còn khoảng 2 tuần nữa là hàng không có về cũng như là không có gửi đi được nữa rồi, cho nên là mình tranh thủ mình săn hàng nha anh chị. Với những cái mức giá siêu tốt luôn, hàng mới về và giá siêu tốt ha. Cái này là da cá mập thật, da cá mập thật, phom dáng thì siêu đẹp, siêu xịn, phom hộp như vậy nha. Cái phom hộp này mà da đà điểu thôi là đã bán 1,8-1,9 triệu rồi đó anh chị. Và đợt này cái da cá mập này có chỗ móc dây nhưng mà mất cái dây, và em bán giá siêu rẻ luôn anh chị. Mình mua về mình bán lại cũng được luôn. Size ngang là 31 nè, cao lên là được 19 và độ dày của nó là 13 cm. Da cá mập xanh nha, độ mới khoảng cỡ 89-90%. Và cái này thì mình nếu mà ở nhà mình có cái dây xích vàng á, mình gắn vô mình đeo, hoặc là mình để về mình xách tay thôi, nhìn nó cũng rất là sang ha. Phom dáng quá đẹp luôn. Để em cận cảnh cái chất da cho anh chị xem nè. Cái chất da của nó đây. Đó, đẹp dữ lắm anh chị. Da cá mập, mình nghe tên da cá mập là mình biết hàng cũng không phải là hàng đại trà rồi ha, hàng kiểu quý hiếm rồi. Đó, mà phom dáng đẹp như vậy nè. Rồi, khoen khóa còn sáng nha. Có chỗ này màu trắng là người ta đờ mi hai màu chứ không phải là bị sờn nha anh chị. Chứng nhận GRA là cái hiệp hội chứng nhận da xịn của Nhật ha. Rồi, cái khóa này mình mở ra. Ở bên trong này là người ta lót nhung màu ghi xám, rất là đẹp. Đó, bên trong đây thì có một ngăn nhỏ nè. Bên đây có một cái ngăn đắp nữa. Rồi, đẹp ha. Rồi, ở phía sau lưng thì có một cái ngăn đắp cho mình sử dụng nữa. Và cái ngăn này thì thường nhiều khi mình để vé hay để này để kia mà mình lấy cho nó tiện á, để phía sau như vậy ha. Rồi, cái này mã của nó sẽ là A90, giá là 1,2 triệu. Mã A90 dùm em nha. A90 giá 1,2 triệu thôi. Bình thường là phải cỡ 1,8-1,9 triệu anh chị. Giá siêu rẻ anh chị mình chốt nha. Rồi, A90 1,2 triệu. Tiếp tục là em có một cái túi da bò hàng hiệu của Waco. Cái này là màu xanh đen. Tự nhiên thấy bên này nó hơi tối tối à. Màu xanh đen như vậy anh chị nha. Rồi, da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà hàng hiệu của Waco, mình xách như vậy nè. Nhìn cái túi thôi là mình thấy hàng VIP rồi, độ mới rất là cao, cỡ 90% cộng cộng luôn, rất là mới đẹp ha. Hàng hiệu của Waco, cái này là cái mặt trước của nó nè. Kích thước của cái túi á, thì bề ngang là được 20, cao lên là được 13, độ dày là 9 cm. Mở ra bên trong là điện thoại, ví tiền mình bỏ là vô tư nha. Đấy, điện thoại bỏ là vô tư luôn ha. Rồi, ví tiền thì cũng vô tư, không có gì phải lăn tăn. Cái này mã của nó là A12, giá là 600.000. Mã A12 giá là 600 nha anh chị nha. A12. Một cái túi này là của Bia Banman, hàng hiệu của Pháp anh chị, nhưng mà cái túi bằng da bò ha, nhưng mà có độ cũ. Cái này nó khoảng cỡ 80% thôi, trên mặt da màu trắng kem á thì nó sẽ có cái độ xuống màu nha. Còn cái dây xích này rất là xịn. Mình có thể mua thêm cái túi này rồi về mình lấy cái dây xích này mình gắn cho mấy cái túi khác là Vivu. Nó rất là xịn, cái dây không là đủ tiền này mà nó vàng, còn vàng óng ánh luôn. Bên trong là lót phun sơn nha. Hiện tại cái lót này nè vẫn bình thường, không có lỗi lầm ha, nhưng mà bản thân nó vẫn là lót phun sơn nha anh chị. Không có lỗi nhưng mà cũng rất là đẹp, hàng của Bia Banman của Pháp. Cái này kích thước của nó sẽ là bao nhiêu đây? Size của cái túi này bề ngang là được 26, cao lên là 20. Em bán cho mình với giá là 350 ha. Chốt dùm em mã là B26, giá là 350. Mã B26, giá là 350 cho cái túi này. Mình có thể mua cái túi này đằng mình lấy sợi dây cũng được anh chị. Một cái sợi dây bình thường không có hiệu gì ở ngoài người ta bán 200-300 ngàn rồi. Rồi, B26 nha, giá là 350. Bia Banman, hàng hiệu của Pháp. Rồi, cái túi này bằng da bò của Ý. Đấy, bằng da bò của Italy. Mình xài được hai kiểu, mình làm cờ lết cũng được, hoặc là mình lấy cái dây ra mình đeo ha. Cái dây của nó là dây da bò 29 nè, nhân với lại 19,
trên cái mặt da thì anh chị thấy nó có những cái vết xước móng tay như vậy, không tránh khỏi nha. Rồi bên trong đó là lót da lộn, có sợi dây đeo nè, dây này là dây đeo chéo nha anh chị, tháo rời ra được. Bên trong là lót da lộn, có cái tag Italy ngay đây đó. Cái này em bán cho mình với giá là 100.000, rẻ lắm. Về mình lấy dây lấy phụ kiện cũng còn rẻ, không có lỗi lầm ha, bán như giá lỗi luôn. 100.000, mã là B27, giá là 100. B27 100k cho cái túi này. B27 100.000. Bán giá siêu 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 rẻ luôn. Hàng thì rất là đẹp chứ không phải bán rẻ mà hàng xấu đâu. Cái túi lông này em còn nè. Túi lông này thì anh chị thấy là mặt trước mặt sau nó rất là đẹp, cái phần lông nó còn rất là mướt nha, nó không có bị khô. Đó, lông bò đó anh chị, lông thật á. Rồi chỗ này nó có một hai cái đốm rất là nhỏ, kiểu như cấn cái này cấn cái kia, nó mất một chút xíu lông đó thôi, còn lại ok ha. Phần màu trắng này cũng là lông mà xoáy 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 vậy, kiểu con cái lông nguyên thủy của nó màu á, con bò sữa hay sao đó anh chị. Rồi phối với giày da bò, và cái foam này là foam cớp dành cho các chị các cô nè, sách rất là sang ha. Mình chưa có túi lông thì mình có thể mua thêm để mình làm bộ sưu tập luôn. Tay ngang là 24, cao lên là được 19, độ dày là 10 cm, dáng xách tay miệng cớp. Bên trong là lót vải lụa như vậy nè. Cái này giá 520, mã là A98. A98 520.000, rất là xịn nha. Hàng lông bình thường là giá cao lắm anh chị, gần đây thì em bán giá rẻ đó. Cái clutch này em còn nè. 100.000 thôi. Clutch này ở trên đây nó có hơi răng nhẹ chút xíu rồi, nó không ảnh hưởng nha. Rồi cái chất liệu của nó như vậy, chỗ này là da bò, chỗ này là canvas. Rồi có khóa kéo miệng nè, khóa là khóa IKK luôn. Bên trong đó là lót da tổng hợp nha. Cái này để coi mã mấy nè. A53 giá là 100.000. A53 giùm em giá 100. Size ngang đó là 24, cao lên là 17 nha. A53 100k. Tiếp tục. Cái này là da bò phối với lại da kỳ nhông ghép, có độ cũ à, cỡ khoảng 79-80%. Cái này cái cộng chỉ thôi chứ không phải là lỗi nha. Rồi phơm này mình có thể tăng đưa cái dây ra để mà mình làm dây đeo vai. Bên trong là lót vải nha anh chị. Cái này là mã B2 giá là 180. Mã B2 180.000, 29 nè nhân với lại 20. Mã B2 giá là 180.000 cho cái túi này. Đấy, cận cảnh đây. Hôm qua thì do hàng nhiều á và em quay nhanh cho nên là không có quay cận cảnh cho anh chị được. Đó, cận cảnh thì mình vui lòng mình hơi hơi khó chịu chút xíu là nó lấy nét thì mình thấy nó mờ mờ ha, nhưng mà như vậy thì mình nhìn thấy rõ được cái sản phẩm mình hơn. Rồi rất là đẹp nha, mấy túi này đi chợ thôi cũng sang nữa anh chị. Đây cái túi mọc này em còn nè, mọc này cũng Calgary đẹp lắm, điện thoại vô tư luôn. Đấy, điện thoại mình để vừa anh chị ha. Size ngang của nó sẽ là, chưa, để em chỉnh chút xíu. Size ngang của cái túi này nó là được 15, cao lên là được 18, độ dày của nó sẽ được là 10 cm nha. 10 cm. Rồi đây hàng hiệu Calgary của Pháp nè. Da mộc thì trên đây nó có chút xíu sần sần trên này, còn lại là rất ok. Miếng da nào miếng da nấy, nó dày mo luôn. Hàng hiệu xịn của Pháp nha anh chị. Dây là dây zin theo túi luôn. Đó, và dây tăng đưa được ha. Đấy, miếng da nó dày nè anh chị. Xịn lắm. Rồi cái khóa kéo còn cái khóa gài còn sáng trưng ha. Bên trong là lót, là cái mặt sau của cái da luôn, lót bên trong nó như vậy. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã của nó sẽ là A39, giá là 1 triệu tròn ha. Này đang bán 1,4 triệu, 1,5 triệu gì đó mà sale còn 1 triệu đó. A39 giá là 1 triệu tròn cho cái túi này. Tiếp tục. Bài Paloma Picasso, cái này bán có 300 ngàn, siêu rẻ luôn anh chị, không ai bán giá này đâu. Mình kiếm cái đó mà giá 300 là không có đâu anh chị. Để em để cái form nha cho anh chị coi. Đây bên trong là lót vải dập hiệu như vậy nha. Đây nè, rất là xịn ha. Ở trong đây nó có cái tag là By Paloma Picasso Made in Italy. Lót vải dập hiệu, có nút hít miệng nha, và có ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Anh chị yên tâm, hàng đẹp, hàng da rất là xịn. Bình thường cái này rẻ lắm là em cũng phải bán 500, 550 là giá rẻ đó. Còn cái này là đang bán siêu sale, siêu sale cuối năm mới có giá này nha. Đây, form này là form mình đeo vai giùm em ha, da bò. Đây dưới đáy người ta có cái chữ By Paloma Picasso. Hàng đẹp dữ lắm anh chị, hàng xịn xò. Mình nhìn cái chất da mình biết hàng xịn châu Âu rồi.
Size ngang miệng là 23, ngang đáy là 28, cao lên là 25. Mã B28 giùm em 300 ngàn. B28 300 ngàn. Siêu rẻ, riêng cái này là chị nào mà mình muốn xài da chất, xài hoài không hư là mình lấy cái này. Giá rất là rẻ nhưng mà hàng xịn. Rồi, một cái túi này là túi hạt kim loại nè. Hạt kim loại để đi tiệc nha. Hạt này hạt kim loại chứ không phải hạt cườm nhựa. Màu trắng kem, trắng sữa ha. Rồi bên trong là cái chỗ này lót phun sơn, mình nhìn thấy nó hơi xấu xấu nhưng mà xài ok. Bên dưới là lót vải giùm em nha. Bên dưới này người ta lót vải. Đó. Độ mới bên ngoài khoảng cỡ 79-80% có phối với lại viền da. Rồi, không có mới ken nhưng mà rất là ổn ha. Không có cũ xì đâu. Size ngang đáy là 20, ngang miệng 19, cao lên là 14. Điện thoại ví tiền là vô tư. Mã B29 em bán cho mình 200 ngàn. B29 nha. 200 ngàn cho cái túi này. Mã B29 dùm em. Hạt kim loại nha. B29. Dây này là dây sắt. Rồi tiếp tục. Cái túi nhựa nè. Túi nhựa có dây đeo chéo ha. Rồi túi này bằng nhựa anh chị, không phải bằng da. Bên trong mới là lót, lót này là lót cái mặt sau của cái miếng nhựa này luôn. Túi này mình đi công việc, đi chợ hay là mình đựng đồ linh tinh, thối tiền cũng được anh chị ơi. Ngang á là 22, cao lên là được 16. Cái này em bán cho mình 80 ngàn. Mã của nó sẽ là B30. Giá là 80 ngàn cho cái túi này. B30 80k. À, túi này là túi của Ninarissi, form này là form đeo chéo nè anh chị. Ninarissi form đeo chéo, chuẩn vintage luôn ha. Đổi mới cái túi này khoảng cỡ 78-79%, không rách lỗi nhưng không có mới ken nha. Size ngang miệng là được 26, cao lên là được 20. 26 nhân 20. Cái này để cái form vô nó đẹp lắm. Tại nhiều khi hàng nhiều quá em không có dồn cái form hết á. Anh chị không thấy được cái form đẹp của nó. Bên trong đây là lót da thật luôn. Chỗ cái lót da này thì nó có hơi ra dầu chỗ này chút xíu ha. Nhưng mà hàng đẹp, hàng không có lỗi, lót da thật. Đấy. Túi này xài ra chị nào mà biết biết hàng là biết cái túi này là hàng xịn rồi, hàng hiệu rồi. Canvas phối với lại da. Độ mới ổn ha. Cái phần dây thì người ta có xài nhiều, nó có hơi nhầu nhầu cái dây một chút nhưng mà cũng không có đứt, không có rách gì hết. Rồi, cái này anh chị chốt giùm em mã là B31, em bán cho mình với giá là 290. B31 giá là 290 ngàn cho cái túi này. Mã B31 ha. Rồi tiếp tục. Cái túi hạt cườm nè, hạt cườm này sale cho anh chị luôn. Hạt cườm này á, thì nó có độ cũ nha anh chị, nó không mới ken. Gần đây các chị mình kiếm hạt cườm quá trời luôn á, nhưng mà em không có về nhiều, không có hàng về nhiều anh chị. Hạt cườm bên Nhật người ta bán mắc lắm á, chứ không phải là bán hàng rẻ đâu, mà đa số bên Nhật với cả bên châu Âu là những cái hàng mà thủ công mỹ nghệ, đan lát hạt cườm đồ, hay hoặc túi vải mà dạng làm thủ công á, người ta bán giá cao anh chị. Đó, càng thủ công càng giá cao. Rồi cái túi này thì độ mới nó không quá cao, không mất hạt cườm nào, nhưng mà cái cườm á nó có xuống màu ha, và cái phần kim loại nó cũng có hơi bị oxy hóa. Mẫu này thì dây này là dây dây sắt nha, dây sắt nó cũng có xuống màu luôn. Bên trong là lót vải lụa màu trắng. Cái này mã B6 giá 220. Bình thường túi cườm nó khoảng cỡ 390 450 tùy mẫu ha. Rồi, cườm bình thường đó, còn cườm siêu phẩm thì nó triệu mấy, nhưng mà lâu rồi không có về cườm siêu phẩm phẩm hợp. Cái này mã B6 giá 220 cho chị nào mình muốn mua xài đi chợ đồ này kia thôi. Rồi cái túi này da bò 300 ngàn nguyên cái túi da bò luôn, đi tiệc còn được. 24 nè, nhân với lại 18 anh chị. Chỗ này nó có hơi răng chỗ này chút xíu nè. Đó, chút xíu thôi, mình soi mình mới thấy đó. Còn mình xài thì ok, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi cái này thì đẩy lên, ở bên trong là hàng hiệu của Waco nha. Waco này lót da. Lót da như vậy không? Hàng còn đẹp lắm. B32 300 ngàn. Mã B32 giùm em ha. 300 B32. 300 ngàn. Siêu rẻ luôn anh chị ơi, mua cái túi vải còn 4-500 á, này da bò. Da bò mà hàng da thật á anh chị, chứ không phải là hàng kiểu người ta đem mấy cái hàng Quảng Châu đồ này kia người ta bán mà ta treo treo ngoài đường đâu. Rồi tiếp tục cái túi này bằng da. Túi này cũng là form sách cho các cô luôn nè, bằng da bò.
Đó, cái nào cũng đẹp hết. Thì bự hơn kiên chút. Size ngang miệng là 24 nè, ngang đáy là 27, cao lên 24, độ dày là 10 cm, dáng xách tay. Trên đây nó có hơi sờn nhẹ trên này một chút nè. Em nét nè. Mất tiêu rồi. Mất nét rồi anh chị ạ. Đây cái nét nó trên này. Đây nè, nó hơi sờn nhẹ ngay chỗ này nè. Đó, trên đây nó hơi sờn chút xíu nè anh chị ha. Rồi, còn lại ok, hàng si mà như vậy thì mình thấy mình nhận hàng nó y chang như vậy nha anh chị, nó không có sờn, không có rách hay là giao cái khác gì hết đâu. Bên trong là lót da tổng hợp nha. 300 ngàn luôn, mã B33. Giá 300, B33. 300 ngàn. Rồi, tiếp tục. Đây, cái túi mây tre đan nè. Túi mây tre đan này đi chụp hình là hơi bị đẹp luôn. Đấy, đẹp lắm. Nhìn nó cổ điển nha, hoài cổ dữ lắm luôn. Nhưng mà nó không có phải là mới can ha. Cái này dạng mây đan chứ không phải là tre đan. Dạng cái sợi mây á. Đó, nó như vậy. Kiếm cái thứ hai cũng hơi khó đó anh chị, đẹp lắm. Mình chụp hình hay là mình để chỗ cái tủ của mình trang trí decor thôi cũng đẹp nữa. Bên trong là lót vải như vậy nè. Sáng nè, dáng này là dáng xách tay nha. Form này là form bự. Mình cắm hoa đồ nó cũng đẹp nữa. Mã A91 nha. 40 nè, nhân với lại 30. A91 giá là 520 ngàn. Mã A91 dùm em, 520. Một cái da bò dập vân cá sấu. Rất đẹp nha, da bò dập vân cá sấu bóng kính. Nhìn nó sang ha, nhưng không phải cá sấu thật đâu. 27 nè, nhân với 23, nhân với lấy 8 cm. Rồi, khóa gài nha, bên trong chỗ này là lót phun sơn. Phía bên dưới này là lót cũng rất ok, lót phun sơn luôn mà cái bên dưới nó không có bị răng, không bị gì hết á. Đẹp nha. Túi này là độ mới cao lắm. Mã là A95 450. A95 450 cho cái túi này. Rồi cái túi lăn xem này nó siêu phẩm dữ lắm luôn anh chị. Em sạch thử trên eBay đó, người ta bán một cái túi tương tự như vậy mà cũ xì luôn, không có được mới như vậy đâu. Thì người ta bán tính ra tiền Việt mình cũng đã trên 1 triệu rồi đó. Và lăn xeo thì là hàng hiệu của Pháp nha. Mẫu này là vải phối với lại da và phối màu rất đẹp luôn và độ mới siêu cao ha. Cái quan trọng là rất là mới. Đó. Độc đáo lắm anh chị. Size 30 nè, nhân với lại 18. Form này form sách nha, hoặc là mình có thể đeo dạng đeo kẹp nách. Rất đẹp luôn, góc cạnh anh chị xem là giống như hàng trưng bày vậy đó. Khoen khóa người ta dập chữ lăn xeo cho mình. Rồi. Khoen trên đây cũng dập lăn xeo luôn nha. Cái này bên trong có lót là lót vải lụa dập chữ lăn xeo luôn. Hàng VIP. À, cái này giá của nó sẽ là 690 ngàn. Mã là A104. A104 690. Rồi tiếp tục. Túi bơm ngựa nè. Bơm ngựa rẻ chỉ có 1 triệu 2 thôi anh chị. Bơm ngựa phối da bò mà độ mới siêu cao luôn. Bơm ngựa thật nha, có chứng nhận bơm. 25 nhân với lại 20 nhân với lại 10 cm. Đẹp như vậy thôi, không có gì phải chê hết anh chị. Rất mới luôn, mua tặng nhau được luôn. Và bơm ngựa thì nó còn mắc hơn so với đà điểu nữa, mà này em bán giá thua giá đà điểu nữa đó. Rồi, bên trong là lót da có chứng nhận bơm ngựa nha. Mã của nó là A41. Giá của nó sẽ là 1 triệu 200 ngàn. Mã A. À, thôi, mình lấy cái mã khác giùm em ha. 1 triệu 2, mã là B34 nha. Em sợ nó bị nhầm. 1 triệu 200 ngàn, mã B34. 1 triệu 2, B34 nè. 1 triệu 200. Rồi, tiếp theo. Cái túi Samatha, hàng hiệu của Nhật. Túi này có độ cũ nha, vải lông form sách Samatha, size ngang là được 38, cao lên là 22. Cái phần lông, cái phần vải này, cái này vải lông chứ không phải là lông thật nha, nhưng có độ cũ ha. Rồi nút khít miệng ở bên trong là lót vải có hơi bị dính dính dơ dơ một chút anh chị. Cái này 350 mã A100, 350 A100, cái dáng đẹp không đó. A100 giá 350. Rồi tiếp theo cái set này. Set này còn cái hộp đây, hai kit, hai hit code gì nè. Cái này
1,2 triệu hả? Em sale luôn. Cái này gồm có một sợi dây thắt lưng. Thắt lưng này nữ xài nha anh chị, nó ngắn với cả là cái bảng nó nhỏ nha. Này nữ khoảng size ML mình xài, mình thắt quần tây đi làm là quá ok ha. Rất là mới bằng da thật. Ở phía sau lưng người ta có ghi cái hiệu nè, có mã code nè. Đó. Và một cái ví, ví này thì là ví nam, ví da bò của nam cũng chưa có xài luôn. Rồi. Bên trong đây người ta không có mấy ngăn đựng thẻ nha, có tác hiệu như đây. Có hai cái ngăn đựng tiền dài như đây. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị, cái set này với giá là 900 ngàn. Chốt dùm em mã là B34, giá là 900. Set này mình mua tặng được, tại vì nó mới anh chị, nó còn hợp luôn. B34 900 ngàn cho cái set này. Tiếp theo túi này của Junko, hàng hiệu của Nhật nè. Form này là form đeo chéo nha. Túi này độ mới khoảng cỡ 79-80%, không có rách lỗi, bằng da thật, da bò hàng hiệu của Nhật, 23 nhân với lại 20. Mở ra ở bên trong thì là lót da. Cái này em đang bán 300 ngàn, sale nhanh cho anh chị với giá là 250 nha. 250 là mình mua chưa tới cái túi vải ở ngoài chợ nữa đó. 250. Mã là B35. 250 cho cái túi này. B35 250. Tiếp theo. Có cái hộp này gì đây? Cái hộp này á, bên trong nó sẽ có cái ví anh chị ơi. Cái hộp này đáng lý nó có cái sợi dây thắt lưng nữa, nhưng mà về tới tay mình nó không có nha. Rồi em chỉ bán cái ví này thôi, nhưng mà vẫn giao cho anh chị cái hộp ha. Ví này bằng da của nam. Mất tiêu rồi, cái nét đâu rồi? Đây. Đẹp nha, đó. Phối cái viền chỉ rất là đẹp luôn. Bên trong lót da tổng hợp nha anh chị. Rồi có nhiều ngăn ha, cái này mới mua tặng được. Size của cái ví này thì nó sẽ là 11 nhân với lại 9 nha. Cái này em sale nhanh cho mình 400 ngàn, em đang bán là 500 rưỡi đó. Sale cho mình 400 ngàn. Mã của nó sẽ là mấy đây? Mã của túi này B36 400, mã B36 giùm em ha. B36 400 ngàn cho cái túi này, ở cái ví này. Đây 36 400. Flash của Valentino em còn bằng da. Mới về đó anh chị, độ mới cao lắm, giá rẻ nữa. 37 nhân với lại 21. Cái này không có khóa kéo miệng mà nó có cái khung á. Mình xài cũng ok lắm, nó không rớt đồ đâu. Hàng made in Italy, còn mã code luôn nha. Cái này mã của nó sẽ là A108 390 ngàn. A108 390, còn rất là mới đẹp ha. Là mới còn cao so với cái dòng này. Rồi tiếp tục, một cái túi của Charlotte Jordan, túi này của nữ nha, còn túi vải màu màu vàng mỡ gà, còn túi vải còn tát luôn, form đẹp luôn. Size ngang 20, cao lên là 16, độ dày là 12 cm. Trên đây có cái chữ Charlotte Jordan trên cái khung nè. Đó. Túi đẹp như vậy nè anh chị. Hàng hiệu nữa. Rồi Charlotte Jordan Paris ha. Bên trong là còn sổ, còn thẻ đầy đủ luôn. Lót là lót da phun sơn. Hiện tại thì không có vấn đề gì hết, nó mới như chưa xài. Lót phun sơn cũng chưa có bị lão hóa, chưa có bị bong gì hết luôn. Rồi, chứng nhận da thật nằm đây. Tem nó là tem chứng nhận nó là da thật bằng tiếng Nhật. Cái này để em coi giá bán của nó là bao nhiêu. Rồi, sale nhanh cái này cho anh chị luôn. Cái này bán hình như triệu mấy đó. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 880 ngàn luôn. Sale cho hết hàng ha, 880 ngàn. Cái này là mã B37 880, siêu rẻ nè, nên chốt cái này mình mua tặng được luôn anh chị. Của Charlotte Jordan. Đẹp quá. Còn túi vải nha. Túi này khi mà em gửi cho anh chị thì vẫn có giao kèm nha. Em giới thiệu có cái gì là giao kèm cái đó hết. Đây Valentino nè, Valentino form hến. Cái này thì nó có hơi trừ điểm chút xíu là mấy cái phần này nó hơi dập dập ở phía sau chút thôi, còn mặt trước ok.
Hàng cũng made in Italy luôn, Valentino. Cái này bên trong lót da, mã của nó B17, đang sale có 200 ngàn thôi anh chị em. B17 200, siêu rẻ luôn. B17 200. 37 nhân với lại 22 nhân với lại 12. Khoan khóa dập hiệu hết nè. Trên từng cái khoan này người ta ghi là Valentino, made in Italy trên đây hết. Hàng đẹp xịn đó anh chị. Rồi. Một cái ví mini nè, ví này là ví của London, còn hộp luôn, ví này là ví móc khóa. Cái này mua tặng được, da bò, nam nữ đều xài được. Ví móc khóa anh chị. Đây. Bên trong là nó có mấy cái móc nhỏ để mình gắn chìa khóa vô. Khi mà mình xài này thì thứ nhất là mình phân loại, hoặc là mình để nó quy vào một mối á, thì mình cần thì mình tìm nó dễ. Thứ hai nữa là ví dụ như mình mua một cái túi siêu phẩm đi, thì mình bỏ cái chìa khóa mình vô mình sợ nó trầy á, thì mình lấy mấy cái này ok. Hàng này là hàng hiệu của nước Anh nha. Đó. Rồi, bằng da thật còn hợp luôn, mới lắm, cái này mua tặng được ha. Size ngang là được 10 nhân với lại 6. Cái này đang bán 450 đó, sale cho anh chị còn 300 ngàn. Nó còn cả cái tem ở đây nè anh chị. Tem hiệu ha, và tiếng Nhật phía sau nè. Hàng xịn nó vậy á. Rồi, 300 ngàn, quá rẻ luôn. Mã của nó sẽ là B38 300k. Ví này mua tặng đi, tặng ok anh chị. Tại nó mới lắm mà, có giá trị nữa. B38 300 ngàn cho cái ví này. Cái ví này của LV, ví dài của LV nè. Ví này cho các anh mình mua về mình xì ba lại ha. Bên ngoài nó là cái chất canvas đặc trưng của LV và cái có cái logo hiệu trên đây. Ví này nó có cũ anh chị, không mới nha. Trên cái nút này nó có hiệu nè. Chỗ này nó có một cái đốm nè. Rồi góc cạnh nó có sờn. Có sờn nhiều luôn. Đó. Bên trong đây, cái tem này không biết tem gì nữa. Louis Vuitton Paris Made in Răng, người ta in ở trên cái nền của cái lót da. Rồi ở bên trong thì còn cái tem Louis Vuitton ha. Rồi, khoen khóa thì dập hiệu. Chỗ này có ghi cái mã code. Đó. Bên trong thì nó cũng có độ cũ nha, nó cũ và nó có độ dính dơ. Cái này mình mua về mình xì ba lại anh chị. Ok ha, hoặc là mình lấy phụ kiện. Size của nó sẽ được đó là 18 nhân với lại 10. Em sale cái này cho anh chị với giá là 400 ngàn. Chốt giùm em mã số là B39. Giá là 400. B39 400 ngàn cho cái ví này. B39. Em có cái combo hai cái sợi dây này bán cho anh chị combo 200 ngàn. Dây này của nữ nha. Một sợi này mình có thể thắt quần hoặc là đầm cũng được. Đầm thì mình thắt thêm một hai nụt thôi. Rồi, hàng này của Italy nha. Có cái tem Made in Italy ở đây. Cái màu của nó sẽ là màu bằng da mà có ánh nhũ anh chị nha. Độ mới không quá cao đâu, nhưng mình nhìn nó chất, cái bảng nó to. Rồi phía bên dưới đây có hiệu nè, chứng nhận da thật Made in Italy. Mẫu này là chị nào mà thường hay mặc đồ size ML thì vừa hết. Dễ xài lắm nha, cái bảng này bảng to. Mình có thể xài như là dây thắt eo váy, hoặc là mình xài thắt quần tây, quần jean đâu cũng được, phối đồ anh chị ha. Và kèm theo một cái sợi này là vải, dưới phối chút xíu cái đầu này là da. Combo này 200 ngàn. Combo 200, cái này của nữ nha, nữ size ML. 200 ngàn, chốt dùm em mã là B40. Giá là 200. B40 dùm em nha. Cho combo hai cái, coi như mua một tặng một. B40 200 ngàn cho combo này. Combo ba cái khăn. Khăn này là khăn mặt, khăn lau mặt á, nhỏ anh chị, khăn này nhỏ xíu thôi nha. Hàng của Miko London, cái này là khăn lông nha. Một cái với hai cái khăn này là hai cái khăn vải. Đó, mình xài gì mình xài ha. Combo này 100 ngàn. Mã của nó sẽ là B49, giá là 100k cho combo 3 cái khăn mini. B49 100 ngàn. Cây dù, em có hai cây dù, mỗi cây 200 ngàn luôn. Này hôm trước em bán sale dữ lắm là hai trăm mấy đó.
Dạ em còn một ít thôi anh chị, em còn hai cây này cái size nó tương đương nè, một cây màu đỏ với một cây màu đen đó, cây đỏ cây đen ha, độ mới khoảng cỡ trên 90%, hàng đẹp nha anh chị nha. Rồi cái này mỗi cây em bán cho mình 200.000, chốt giùm em mã của nó sẽ là B50 đỏ hoặc là đen nha, 200.000 cây. B50 em có hai cây, một cây màu đỏ một cây màu đen, đỏ đô anh chị. Vải nó xịn lắm anh chị nhìn nè, cái cây màu đỏ thì cái vải nó có họa tiết, đây vải nó có họa tiết như vậy ha. Rồi mà mấy cây này mình bung ra nó bự anh chị, cái vòng khi mình bung ra là nó trên 90, anh chị yên tâm không phải là nhỏ xíu đâu, mình người lớn mình xài ok ha. Rồi cái này màu đen thì nó không có họa tiết nha. Đó, hai cây mã là B50 đỏ hoặc là B50 đen, 200.000 cây. Rồi tiếp theo, tiếp thuộc là túi đà điểu mà 900.000 thì em còn có 1 2 3 4 cái. 4 cái này đều giá 900. Coi phải không hay nhớ lộn nữa. Cái đen này là mới về luôn mà em bán giá sale luôn đó. Đúng rồi, cái này 900.000 nè. Điểu này là hàng đẹp nha anh chị, hàng bán giá rẻ nha, không phải là hàng cũ nha. Cái màu đen này xách tay, size ngang đáy là 31, cao lên 23, độ dày là được 13. Cái này mã B11, 900 ngàn. Hàng rất là đẹp nha anh chị ơi. B11, 900. Đây nè. Đó, bình thường mấy cái này là phải trên 1 triệu 3, triệu 4, triệu rưỡi là bình thường. Cái này cũng mới về nè, màu nâu. Xách tay. Ngang á là được 26, cao lên 20, độ dày 12. Đây, da đà điểu, da khụ luôn. Rồi góc cạnh đẹp cỡ này nè, bán giá rẻ thôi anh chị chứ không phải là hàng dởm hàng hư nha. Rồi cái này mã mấy đây, bên trong lót nhung có khóa kéo miệng nha. Cái túi nâu này mã là B16, trong lót nhung nè, B16 giá 900. Rồi tiếp tục màu nâu, cái này siêu phẩm lúc trước bán 1 triệu 6 triệu 8 gì đó rồi mà hình như bị hoàng á anh chị, đẹp lắm. Cái này là nên lấy nè, rất là mới đẹp luôn, phân công sở. Size ngang là 27 nè, ngang đáy là 30, cao lên là 24, độ dày là 15 cm, có chứng nhận GRA. Đây anh chị cận cảnh cho anh chị xem cái túi nè. Không có gì để chê đâu, hàng si mà quá đẹp luôn. Hàng cao cấp nhưng mà bán giá rất là rẻ. Cái này cũng 900 nha anh chị. 900 ngàn, mã là A38. A38 giá 900, bên trong lót nhung. Rồi, em còn một cái nâu 900 nữa là cái này. Này thì phối màu cũng đẹp luôn. Đó, form cũng là form công sở luôn. 900 ngàn thôi. Size ngang miệng là 25, ngang đáy là được 28, cao lên là 25, độ dày là 15. Đây. Rất là đẹp. Full da đà điểu nha, chỗ này hơi sờn rất nhẹ thôi. Mình xài mình để ý mình thấy thôi chứ không ai để ý chút xíu gì đâu anh chị. Đó. Đẹp lắm. Cái này để coi phía sau lưng có ngăn. Phía sau lưng nó có ngăn nữa nè. Bên trong là lót nhung luôn á. Lót nhung là mình cứ yên tâm mà xài mà chốt anh chị. Mã này là mã A9, giá 900. A9 giá 900 ngàn cho cái túi điểu này. Rồi, đà điểu thì em còn một cái này. Cái này thì nó rẻ hơn. Cái này là của hàng hiệu anh chị, màu đen nhưng mà cái độ cũ nó sẽ cũ hơn cái kia 1-2 điểm nha. Đó, form này form đeo chéo vậy. Đó, khi mà mình để cái form lên rồi nó rất là đẹp ha. Size ngang là được 27 nè, cao lên là được 20. Hàng hiệu của Bia Cạc Đin đó anh chị, bên trong lót da nha. Đây nè, hàng hiệu của Bia Cạc Đin và được của Paris ha, và được Made in Italy ngay đây. Trong lót da như vậy. Hàng đẹp đó. Hàng xịn, hàng có hiệu luôn á mà giá rất là rẻ. Cái này sale cho anh chị với giá là 850. 850 nha, form này form đeo chéo. 850. Anh chị chốt giùm em mã của nó sẽ là B B mấy rồi? B51. 850 cho cái túi này. B51. Rồi. Xong. Em kết thúc video này anh chị ha. Chiều nay thì em lên một ít hàng sale cho anh chị như vậy thôi. Và hẹn cả nhà vào video tiếp theo thì em sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều hàng mới cho mình anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.